dư luận là phụ thuộc nhiều vào cái xuất khẩu tiền tệ. Khi mà Trung Quốc họ nhập nhiều thì giá nó trôi chảy, khi họ dừng nhập hoặc là họ không nhập hoặc là họ gây sự là lại có chuyện. Thế cho nên là hiện nay là đang phải tính cái phương án là phải bàn bạc với các cái bộ quản lý sách của Trung Quốc cái sự hợp với nhau, cố gắng cái nào đó mình tiếp cận được theo cái hướng như là gạo rồi phải xuất khẩu thông qua cái con đường chính ngạch hoặc là phải có cam kết về mặt nguyên tắc giữa hai nước để cho các doanh nghiệp tới rồi các cái nhà sản xuất người ta kết nối với nhau cách nó bình đẳng thoải mái trong phẳng và không chui lủi như hiện nay nữa. Chứ hiện nay thì hầu hết là mình phụ thuộc vào họ, họ mở thì mình được, họ chẳng mở mình chịu luôn. Thì mới hôm nay lại đang xuất khẩu rất mạnh, tuy nhiên thì giá mình cũng không có lên cao nữa, nên là cái giá ở trong nước nó chỉ biến động xung quanh từ 45-47 nghìn thôi. Thì trước đây ở trong nước đã lên có lúc lên cao tới 52-55 nghìn ký, bây giờ thì nó khoảng 42-43-44-45 tùy từng chỗ. Nhưng mà nếu như với cái giá đấy là mình còn lại làm được. Báo cáo bây giờ thì phải căn cứ vào cái thị trường và cái diễn biến của thị trường mình quyết định. Và đặc biệt nhất là đừng có quá kỳ vọng vào cái thị trường Trung Quốc nhiều quá mà ta vào lợi một cách ồ ạt là sai lầm. Đến khi mà nó tồn lại thì giá xuống sâu, xuống dưới giá thành là người chăn nuôi sẽ thiệt hại. Cho nên là phải có một cái sự nghe ngóng thị trường cũng như là cái sự kết nối với các cái doanh nghiệp khác. Chứ nếu không thì rất khó, nó sẽ chăn nuôi và cái đó sẽ xảy ra một cái tình trạng là ứ lại. Và riêng đối với các sản phẩm khác thì còn nếu có sự chuyển chăn nuôi ứ lại là cực kỳ khó gỡ. Nếu tiếp tục chăn nuôi thì càng nuôi càng lỗ. Nếu mà bán với cái giá rẻ thì bán giá rẻ thì người chăn nuôi cũng lỗ. Còn nên là không thể nào phát triển theo một cái cách nó tư duy theo cái kiểu đó. Không có một cái trọng tâm định hướng. Thế mình phải rất là tỉnh táo ở những cái chỗ đó để mà vào lợn cũng như vào gà cũng như là xây dựng cái chu trình của trứng rồi thì các thứ nó đều phải rất là cẩn trọng.